Thưa quý vị, những ngày qua, câu chuyện bác sĩ Hoàng Công Lương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị bắt tạm giam để điều tra vụ sự cố y khoa khiến 8 người tử vong trong quá trình chạy thận đã khiến cho nhiều người khá bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng bác sĩ Lương không phải là người trực tiếp phạm tội, cũng không phải là phần tử gây nguy hiểm, càng không phải là người có thể bỏ trốn để tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội. Do đó, việc bắt tạm giam bác sĩ Lương là không cần thiết. Những bệnh nhân và người nhà của nạn nhân trong sự cố y khoa ở Hòa Bình vừa qua đều tỏ ra khá bất ngờ khi bác sĩ Lương bị bắt. Và tất cả đều có ý kiến nên xem xét lại việc tạm giam này. Bác sĩ Lương ấy, thì thực tế là bác rất là sâu sát với anh em, bệnh nhân. Đấy, tận tình đến từng bệnh nhân một. Đấy. Và các anh em bệnh nhân chạy trong vòng mình chạy 7 năm đấy thì thấy là bác rất tốt với anh em bệnh nhân. Sâu sát anh em bệnh nhân và tận tình các bệnh, chữa bệnh cho anh em bệnh nhân thì không có một cái điều gì để trách bác sĩ cả. Bác sĩ Lương là một người bác sĩ thì tận tâm với cả bệnh nhân, đức tính thì cũng hiền lành, tốt bụng. Không chỉ người nhà và bệnh nhân mà ngay cả các y bác sĩ cũng cho rằng việc bắt bác sĩ Lương là chưa cần thiết. Hơn nữa, với những vụ việc như thế này, cần làm rõ trách nhiệm và xử lý đúng người đúng tội, tránh hoang mang cho nhân viên y tế. Cho nên việc bắt giữ người thì bên công an chắc phải xem lại. Vì tôi nghĩ rằng anh ấy không có trốn đi đâu để mà công an không có thể điều tra được. Mà tôi nghĩ rằng ngành công an nó có một nguyên tắc là phải bắt giữ để điều tra nếu như mà nó làm cản trở cuộc điều tra ấy. Hoặc là cái cuộc điều tra này mà không bắt giữ thì nó sẽ sai lệch. Nhưng mà tôi nghĩ này đây hoàn toàn không phải là cái tội phạm cực kỳ nguy hiểm, mà đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp. Với những cái bệnh hiểm nghèo đó thì đôi khi người thầy thuốc ấy, họ phải lăn vào cái chết để họ tìm cái sự sống về cho người bệnh. Và trong cái lăn đó có thể cứu được, có thể không. Nhưng nếu không cứu được mà dư luận nhìn nhận không đúng mực, rồi các nhà pháp luật không đúng, không nhìn thấy được những cái yếu tố đó thì người bác sĩ đó bị kỷ luật. Rồi thân nhân kiện tụng thì cái lực lượng đội ngũ người ta không dám lăn nữa. Đại diện Bộ Y tế cho rằng đây cũng là một bài học sâu sắc cho các y bác sĩ, các bệnh viện trong việc thực hiện quy trình khám chữa bệnh. Mong rằng là các cơ quan điều tra để sớm xem xét nếu cho phép có thể trong khuôn khổ pháp luật để bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại. Vụ án thì chúng ta vẫn phải thực hiện theo đúng các quy trình của pháp luật. Theo kết luận của cơ quan điều tra, nguyên nhân gây tử vong cho các bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình là do chất lượng nước có tồn dư hóa chất độc hại vượt quá ngưỡng cho phép hàng trăm lần. Vì thế, theo các ý kiến, việc chưa có biên bản bàn giao của đơn vị bảo dưỡng với bệnh viện là lỗi của lãnh đạo bệnh viện hoặc người được giao nhiệm vụ giao nhận thiết bị, vật tư chứ không phải lỗi của các bác sĩ điều trị. Việc bắt giam bác sĩ Lương cũng là việc làm không cần thiết.